Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý vị một số sản phẩm bạc đồng ha. Rồi, đầu tiên thì cái này là hũ tụ bảo, tụ tiền đó quý vị, tụ tài tụ bảo gì đó nha. Bằng đồng đó, các loại tiền được sắp đây nha quý vị, này trưng bày làm vật phong thủy rồi được. Đây, có bốn chú sư tử giữ tiền và có bốn chú voi cõng tiền ha. Cái này thì chiều cao này khoảng 14 cm nha, 4 cm, đường kính như vậy thì nó khoảng 8,5 cm nha, về gần 9 cm, khá nặng nha, rất là đẹp quý vị. Cái này thì giá là 1,9 triệu nha quý vị, hoa văn rất là đẹp nha, này hoa văn của nó rất là sắc sảo, rất là đẹp nha quý vị. Rồi tiếp theo là ông Phật Di Lặc cưỡi cá chép, con cá chép này đang quẫy đuôi nè, cá chép hoa rồng vẫy đuôi nè, vẫy đuôi vào nha quý vị. Tiền tài ha, ông Phật Di Lặc thì đang cầm cục tiền rất là rõ ràng, rất là đẹp luôn quý vị, sắc sảo. Đây là từng cái vẫy luôn nha, rất là đẹp nha. Giá là 1,2 triệu nha quý vị, 1,2 triệu nha, 1,2 triệu. Tiếp theo là kim quy kim tiền đó, kim quy kim tiền, hai con này đang cưỡi trên một đống tiền ha. Này là một đống tiền luôn đó, có hai con nhỏ nó cưỡi lên thì cặp này quên ông đo hoặc ghi lạc là 14 cm nha. Vậy kim quy kim tiền này thì cái chiều này thì nó khoảng 12 cm, chiều cao thì nó khoảng 9 cm nha, tất cả là đồng đúc hết nha quý vị. Con này giá 1,9 triệu nha, cặp này giá 1,9 triệu. Rồi tiếp theo ông Phật Di Lặc này gánh tiền, bên đây có một hũ tiền, rồi bên đây có một chú tiểu như cầm cái này cầm tiền hay là cưỡi cá voi cá heo vậy nè quý vị, rất là sắc sảo đẹp nha, bằng đồng luôn nha, đồng đúc rất là nặng đó, gánh cái nón với một cái này cái ấm gì á, giá 1,6 triệu nha quý vị, 1,6 triệu. Để em đo kích thước cho quý vị, này là nó 17 cm, 17 cm, cao khoảng 9 cm nha, cao 9 cm. Tiếp theo là hai chú lân này ha, kỳ lân nè, rất đẹp luôn quý vị, nhìn nè, từng cái vảy rất là sắc sảo nha, cưỡi mây, đang cưỡi mây, trên mây có tiền nha quý vị, trên mây có tiền đó. Kỳ lân này thì 2,5 triệu nha quý vị, 2,5 triệu. Đây là một bộ bình đồng hạ bạc nha quý vị, bình gồm một bình, nó không có nắp nha, gồm một bình, một dĩa và 5 cái ly, hoa văn rất là sắc sảo quý vị. Đây là chiếc bình xưa cổ, thì bên thành bình này nó có một cái vết đây ha, vết này nó do vận chuyển quý vị, nó móp vô và nó bị răng một đường rồi, thì em đã cho xử lý, em đã quẹt nhẹ một cái tí sơn lên đây ha, thì cái này thì yên tâm ha quý vị, thì quét nhẹ thôi, nói chung là này để tủ trưng bày thì cũng được. Còn mấy cái ly đây nha, tất cả đều chất liệu đồng mà bạc hết nha quý vị, hoa văn rất là sắc sảo luôn nha. Đó, nguyên một bộ dĩa tách ha,
rất là sắc sảo luôn. Thì chiếc bình này thì cao là 18 cm và kích thước của chiếc dĩa là 29, kích thước dĩa là chiều dài 29, chiều ngang là nó 21 cm nha quý vị. Bộ bình bình dĩa và cốc này có giá 1.800.000 nha, 1.800.000. Tất cả là bằng đồng hết chị, bị đồng là bạc hết nha. Đây có 500 cho quý vị thử luôn nè, 500 thử nha quý vị, yên tâm ha, tất cả là xịn sò hết nha quý vị, vị lo ha, chất lượng. Rồi ở đây thì em còn một cái bộ bát bủ, bộ bát bủ cực kỳ đẹp bằng đồng đúc hết nha quý vị. Bộ này thì có giá là 1.900.000 nha, 1.900.000 bộ bát bủ lớn nha quý vị, bộ này lớn nha. Quý vị nào muốn cúng cho đình chùa gì đó thì lấy bộ này về nha, cao 34 luôn nha quý vị, rất là lớn nha, cao 34, và chiều ngang cái quạt này là nó gần 38 quý vị, chiều ngang quạt là 38 ha, hình hai con rồng ha. Bát bộ mấy cái này là làm rời hết nha quý vị, đồng đúc hết nha, cả cái này rất là nặng bằng đồng đúc hết luôn đó, giá 1.900.000 nha. À, đây em cũng còn một cái tẩu thuốc bằng đồng mạ bạc nữa nè quý vị, đồng mạ bạc nè, có ông Di Lặc ở đây ha, gánh bọc tiền đó. Đây là cân bằng đồng, cân cổ, cân xưa Việt Nam mình, cân xưa đồng cổ đó, 150 kg nha, rất đẹp luôn, giữ nguyên hiện tới bây giờ luôn, rất là đẹp nha, cân 3 triệu đó nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.